sao anh sẽ làm y gan như vậy và làm giấy cũng y gan luôn. Nếu mà cô chú xuống nhận hàng mà không đúng hàng thì chú không có lấy tiền. Làm bao lâu rồi? Đây có con rắn luôn các bạn. Con rắn này mới hoàn thành ngày hôm qua. Nhưng chú cái hình mà nữ cảnh sát là cũng làm bằng xi măng luôn hả chú? Nắp thùng mốt. Mốt bằng mốt. Năm nay cũng 69-70 rồi, thành ra mình đâu có ấy để làm cho. Đây là con rắn các bạn. Ta đi dọc đây đường đường hai con giáp luôn các bạn. Mốt đó nghe nè. Cái này khỉ nữa nè. Cụng rồng gì đều có hết nha. Đây là tác phẩm sao của thì đúng ra 12 con giáp người Khmer. Dạ dạ cô chú anh chị ơi, giờ em đã đến tìm đến nhà của chú Hai Son là chuyên làm gà ở Trà Vinh, mà gà này là gà bằng xi măng nha cô chú anh chị. Nghe nói đâu là bậc thầy của vị đắp xi măng bằng gà ở trên An Giang đó cô chú anh chị. Giờ em mời cô chú anh chị cùng với em cùng với bà đi đến chú Son làm gà bằng đá nha cô chú anh chị, bằng xi măng rất là đẹp luôn, và còn nhiều con vật khác nữa cô chú anh chị. Đi đường nào cô? Qua cầu tới ha. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi cô chỉ là qua cầu là sẽ tới nha cô chú anh chị. À, chúng ta sẽ chạy cái đường vườn như thế này. À, hôm nay thì cô chú về Trà Vinh để gặp chú Son là chuyên làm gà bằng xi măng và các con vật khác nữa cô chú anh chị, rất là đẹp luôn, là hơn cả cái người làm ở trên An Giang nữa cô chú anh chị. Hội Sơn An Giang á, giờ đây em mời cô chú anh chị cùng xem với em đến nhà của chú nha. Qua một cái đoạn đường như thế này rất là cua luôn. Thấy chú đang làm rồi cô chú anh chị. Rồi con chào chú nha. Tắt máy vô xăng các bạn ơi. Dạ, phía trước của chú anh chị là bức tượng mà chú Son đang làm ở dở. Và đây là những cái công cụ của chú, gồm có nước sơn và những cái dĩa sắt này của chú anh chị, và sơn lót này. Cô chú anh chị thấy những cái dụng cụ rất là đơn sơ. Em chào cô chú anh chị và các bạn. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với video mới hôm nay. Thì rất vui được mừng gặp các bạn ở video này. Thì đến video này cô chú anh chị, em đưa về Trà Vinh để gặp chú Son, là một người làm gà rất là hay và rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cũng không thua gì cái anh Vinh ở trên An Giang nha cô chú anh chị. Và em mời cô chú anh chị đến nhà của chú Son để chúng ta xem cái tác phẩm của chú như thế nào nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ con chào chú Son ạ. Ơi chú ơi, thì đây là hôm nay tụi con đến đây chú. Cũng biết chú là làm những cái tác phẩm cho tụi con biết là những cái tác phẩm của chú như thế nào không chú ha? Đầu tiên nhất là mình thấy cái thời gian này mình cũng không có công chuyện gì làm, nằm giỏng buồn quá, bắt đầu là ý tưởng. Nghe nói người ta có là từng làm gà, mình cái đó mình chắc có lẽ làm được. Thành ra mới làm thử, mới có 4 con làm thử, chưa có sơn đủ nữa, hết nước sơn, hết này kia rồi. Thành ra là bây giờ là tính làm 12 con giáp. Là 12 con giáp luôn hả chú? Đây là con ngựa, nhưng mà... Đây là con ngựa hả? Con ngựa. Đó, đây con là ngựa. Chú Tịnh làm con ngựa của chú anh chị. Còn hơi giỡn. Như mấy cái này là công đoạn đầu rồi ha chú ơi. Công đoạn đầu, nhưng mà là phải giờ này phải cạo mấy cái mình hồ xong xuôi, cạo bỏ đó, ngày mai là cái hình dáng của nó khô rồi xong xuôi mình mới dám làm tiếp, chứ cái thân của nó rất là lớn, thành ra sợ cái chân nó chịu không nổi. Vậy là chú đắp cái thân cho nó bự lên rồi chúng ta mới cạo lại cho nó thành cái hình rồi, con ngựa. Rồi, mình cạo rồi coi thấy hình dáng là làm sao á, mình coi sơ qua biết là cái hình dáng đó của con ngựa. Dạ. Không phải mà của con bò. Dạ. Rồi chú có thể lại chỉ cho tụi con xem những tác phẩm gà của chú không chú ha? Thì tác phẩm là 4 con. Dạ, chú có thể lại chỉ cho con đi chú. Con đây, nào làm đầu tiên vậy chú Son? Đây là những con gà mà chú Son đã làm của chú là chị. Đây là đầu tiên này làm rồi cái đầu nó không mấy gì giống, cái bắt đầu mình sửa lại coi thấy hơi giống. Nhưng mà cái thằng này là mình không có sơn lót, tại nằm suy nghĩ nói chắc phải sơn lót mới được, còn thằng này sơn lót rồi xong nhưng mà chưa có vụ bóng, theo sơn lót xong chưa có vụ bóng.
Còn thằng này sơn lót mới được có chút xíu chưa có ấy nó hết nước sơn. Dạ, hết nước sơn hả chú? Trong đó. Này thì chưa sơn. Đó mới làm đó. Dạ. Thì con gắn này là chú làm bao lâu rồi? Đây có con gắn luôn các bạn. Con gắn này mới hoàn thành ngày hôm qua. Nhưng mà cái tận dụng nước sơn đã có ở trong nhà, có cái nào sơn cái đó. Đúng ra cái con này là phải sơn cái màu xám tro, nó mới đúng cái con rắn hổ hành thiệt. Dạ. Đó. Nhưng mà ở đây mình tận dụng mấy cái nước sơn nào này kia, còn mình sơn cho coi thấy có hình dáng thì thôi, chứ nó chưa có bài bản đâu. Dạ. Để con xem cận cảnh gà của chú ha. Đây là những con gà bằng xi măng này của chú anh chị. Hồi trước khi mà chú làm cái những con gà này, chú có từng làm cái nghề gì khác không? Cái nghề nói chung ra chú rất là nhiều nghề, nhưng mà đã làm xong xuôi cái nghề đó đã làm được hoàn thành rồi, cứ như là theo ý của mình mong muốn, nhảy qua nghề khác nữa. Đây là làm con gắn hổ của bạn. Hồi năm kia ăn cơm không có đúng giờ giấc, làm mấy cái con mà là 12 con giáp ở đó, trong trời kìa. Trong đó nhà. Còn nữa hả chú? Cái đó là lấy cái nắp mà cái thùng tôm á, thường thấy vậy cái mình lấy dao mình khắc sơn. Dạ. Yeah. Làm, nhưng mà chủ yếu á, cái người dân tộc Khmer người ta cần củi gì, hạp với cái gì, mà cái ngày mà người ta là bệnh rồi nặng hay nào, ở trong đó có tạm hết. Dạ. Cái gì thôi. Dạ, chú có thể dẫn tụi con vô bên trong rồi chú nói chi tiết từng cái tác phẩm của chú cho tụi con và cùng khán giả được biết. Đây, chúng ta đi cùng với chú Son đi vào bên trong nhà để chú chia sẻ cái những cái tác phẩm mà chú đã làm cho chú anh chị. Đây là con ngựa nè, đang lỡ dở ha. Đây là hoàn toàn chú làm bằng xi măng không á cô chú anh chị. Đây là con chuột. À, đây là 12 con giáp mà chú làm à. Đó. Tí nè ha. Nhưng mà mình chủ yếu á, cái người dân tộc của mình nó chủ yếu chữ dưới này nè. Nam chút nè, nem sát tình đỏ phong tiêu đà pro nè, thiết thức tình xa à thực. Tiếng Việt là lấy nghĩa sao hả chú? Tiếng Việt đó cũng như là năm đó là cái gì? Thét là cái gì? Cũng như cái đó cái giờ. Chú, cái hình mà nữ cảnh sát là cũng là bằng xi măng luôn hả chú? Nắp thùng mốt. Mốt, bằng mốt. Nắp thùng mốt. Đó là nữ này hồi làm ấy giống khoảng 85%, nhưng mà lâu cái bắt đầu là nó bị là nhăn nhó hả chú ha. Còn những tác phẩm mà chú làm mốt không đây hả? Mốt không, nắp thùng 12 con giáp là mốt. Chú có ý định là sẽ làm 12 con giáp này là bằng xi măng luôn hả chú ha? Bằng xi măng luôn. Dạ. Đây là ý tưởng của chú luôn, của chú anh chị. Và chú sẽ làm 12 con giáp như thế này luôn. Để trước sân nhà để dành ngồi ngắm chơi, tại năm nay cũng 69-70 rồi, thành ra mình đâu có ấy để làm cho đây là gắn các bạn. Ta đi dọc đây đường 12 con giáp luôn các bạn. Mốt đó nha. Cái này khỉ nữa nè. Cùng gồng gì đều có hết nha. Đây là tác phẩm sao của thì đúng ra 12 con giáp. Người Khmer mình thì 12 con giáp đó, nó như vậy đó. Dạ. Thì hiện tại thì chú Son có ý tưởng là làm bằng xi măng luôn. Tôm nè, bắt đầu là làm rồi gắn lịch vô nè. Đây cũng lịch nè. Đó, năm con cọp đó. Năm hổ ha. Năm hổ đó. Năm làm con hổ luôn. Rất là đặc sắc luôn cả nhà. Các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Làm bằng thùng mốt mà làm nắp thùng mốt cuốn lịch đó. Đây chúng ta sẽ xem từng tác phẩm của chú nha các bạn. Đây là con gà đầu tiên nè. Rất là giống ha. Gà này mình kêu gà điều. Tính đặt dãy gì chú? Chưa biết dãy gì đâu. Gà này là gà trắng các bạn, mình không biết chơi gà nha. Nó bên kia thì chưa có hoàn gà Mỹ Lai cô chú anh chị, gà Mỹ Lai thì chưa có sơn. Muốn làm thử tay nghề coi nó còn mướt không gì đó. Và đây là chú gắn nè. Rất là giống nha. Này con này chú mới chưa có sơn. Xong ngày qua. Chú Son, chú có thể chia sẻ cho con là những cái tác phẩm này là mình toàn làm bằng xi măng không hả? Có sắt trong không chú?
có sắt 4. Sắt 4. Với kẽm cột nhà. Dạ. Kế đó nữa là lưới ô là nhỏ nhỏ đó. Cái dạ. Lưới vuông đó. Con cũng nghe chú nói là cái tác phẩm này là chú cũng chưa hoàn thành hả chú ha? Đúng là rồi, cái còn... tác phẩm này á, mình chủ yếu mình chỉ là làm lông lá mặt mài đồ này kia, nhưng mà vì vấn đề chân á, thì ở đây chưa có hoàn chỉnh chân đâu. Còn... tại mình muốn làm thử cái thân hình của nó có giống gà không vậy đó. Dạ. Nhưng mà tới chừng sau này á, làm á, con nào thì cho nó ra con đó từ móng chân trở lên cho nó đúng bài bản. Dạ. Nhưng mà muốn đúng á, ví dụ như bà con nào muốn thử sức của ông Hai Son này á, cứ việc gửi hình rồi anh Hai Son làm thử coi, rồi nếu trường hợp như mày giống á thì cái việc kinh về, còn không giống á đem thử của mình coi chứ còn ở đây mấy cái con gà này, con gà đó nội có cái đầu này kia, mình phải là có gà rồi mình mới tìm hiểu ở cái nét của nó làm sao dòng mắt nó như thế nào đó. Dạ, như chú hai chia sẻ là nếu bà con nào thích cái dãy nào và gà đều hay gà trắng như đó thì đặt chú, thì chú sẽ làm y gan như vậy. Đặt nhưng mà phải có hình dáng. Có hình dáng của con gà đó. Màu dạ. Mè của gà đó. Nhưng mình thích còn con gà như thế nào? Không biết gà nào kêu làm sao, biết con gà trắng thì biết con gà trắng, con gà bông biết con gà bông, mà tại mình không từng chơi gà. Dạ. Thế đó. Có nghĩa là mình thích con gà nào cô chú anh chị, màu gì hoặc là đặc điểm con gà như thế nào, thì cô chú anh chị sẽ chụp được cuộc hình đó đưa cho chú Son, và chú Son sẽ làm y gan như vậy và làm dãy cũng y gan luôn. Nếu mà cô chú xuống nhận hàng mà không đúng hàng thì chú không có lấy tiền ha, cô chú anh chị. Ý chú Son là như vậy. Thì chú làm 12 con giáp luôn hả chú Son? Làm 12 con giáp để là sân nhà để dành ngồi uống trà ngắm chơi cho nó vui. Dạ. Thì chú ơi, qua cái sự việc mà con xuống đây á, thì cũng ghi hình chú và những chú gà như thế này, thì theo chú thì nếu mà bà con mình muốn đặt hàng thì liên hệ với chú như thế nào hả chú? Nếu muốn đặt hàng thì chú Hai Son ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn đó, thì điện thoại 0969714234. Dạ. 0969714234. Dạ. Vậy là một chú gà như thế này thì thông thường là chú có thể cho giá không, hay là sau này mình nói riêng? Chưa đâu, cái đó là không có đầu tiên mình quan nói tới chuyện đó. Dạ. Tính tới cái nét đặc sắc của mình trước đã. Dạ. Chứ cái vấn đề tiền bạc, nếu mà làm đúng bài bản của nó, tiền bạc thì người ta thích, người ta là không thành vấn đề của người ta đâu. Dạ. Đó. Như vậy đó. Dạ. Thì qua sự việc này thì con thấy là những cái tác phẩm của chú xuống đây thì con thấy rất là đặc sắc và rất là đẹp. Mà theo chú chia sẻ như vậy cũng rất là mộc mạc cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cứ đặt hàng ha, qua chú, và chú sẽ làm cho cô chú anh chị mình xem. Nếu mà bắt mắt và đúng như cái hàng mình đặt thì lúc đó thì chú sẽ nói một cái giá rất là thân thiện. Tại vì chú cũng muốn chia sẻ cho bà con mình chơi hả chú ha? Đúng rồi. Dạ. Cũng như là ý chú Son cũng như muốn chia sẻ cái tay nghề mình như thế nào ha. Rồi có qua tài hoa của đôi tay mình ra sao. Chứ cái tay nghề của mình chưa có trình ra nữa, thành ra là nói về vấn đề tiền bạc cái đó là chưa có đúng. Tại mình á, mình ham muốn, mình muốn làm cho thử sức của mình thôi, còn làm được không. Dạ. Dạ. Chú Son, còn những cái màu sắc mà chú sơn cho những con gà này chú, là do chú thích màu đó ha chú ha, chứ không phải là do đây là mình tưởng tượng màu đó, mình sơn sẵn nước sơn là của đứa con nó còn, nó làm cửa đồ này kia rồi nó còn lại, sơn cũng như nước sơn lại, cũ còn dạ. Nhưng mà cái đặc điểm của gà này nếu mà làm á, rồi mình bỏ ngoài sân á, nên xài là toàn bộ là sơn dầu, nó chất lượng rất là cao. Còn sơn mà sơn nước này nó không có bảo đảm, tại vì mình thường thấy mấy cái bèo anh nói chùa đồ này kia 1-2 năm ông Lục phải cạo lại sơn lại nữa. Dạ. Ý của chú là cũng như mình muốn làm một cái tác phẩm đó là để đời, chứ không phải là để mà bỏ 1-2 năm rồi bị hư hao này kia. Nó bị chú không muốn vậy ha. Nó bị tróc màu đồ này kia. Dạ. Còn đây nếu mình sơn dầu bảo đảm, mình lót kỹ hai bận cái gì cái sơn đi, nó không bao giờ
trúc mà. Cái này là chú muốn là chất lượng hơn là ấy ha chú ha. Đó, tại mình thường thường người ta đâu có gà này đâu để trong mát, nhiều khi người ta để chỗ sân rồi này kia bông qua rồi coi cho nó chen rồi nó coi thế đẹp như thôi. Dạ. Thì chú ơi, cái dụng cụ mà nãy giờ con ở đây thì không thấy cái dụng cụ chú làm là chú làm bằng dụng cụ gì hả chú? Thì dụng cụ làm nó có cái khoan, có máy mài. Dạ. Nhám đồ này kia có đầy đủ, tại đồ ngày một hồi trước chú là nghề đóng đồ nhỏ mà, đồ mộc nhỏ. Dạ. Và từ ngày một bây giờ chuyển qua nghề làm gà luôn. Tiện đồ này kia làm được hết, mấy tiện cây, tiện là khuôn bông, lục bình đồ này kia đó, cũng tiện cho tiệm ở chợ luôn đó. Đó. Dạ. Cũng làm đủ nghề hết trơn, bây giờ là tính là hưu rồi đó, tính nghỉ đó. Nhưng mà làm sao là nằm giỏng qua lại chợt nhớ, ồ, nghe đồn nói người ta có từng làm gà, bây giờ mình làm thử coi, chưa có từng làm thử coi được không gì đó. Dạ, nhưng mà ai ngờ làm quá đẹp hết chú. Không ngờ làm mới được có, tính ra mới được có 4 con à. 4 con. 4 con với con rắn nè. Ờ, với con rắn. Chú, với con ngựa đang làm. Có tượng Phật gì mình cũng đang làm hay gì đó chú. Ờ, cái đó muốn thử tại tượng Phật ở trong cuốn tập Phật á, mình dạ. Coi thấy. Dạ. Chú thì chú có thể chia sẻ là cái cách mình làm dãy là như thế nào không chú? Hả? Chú định làm dãy là cách làm dãy của mình như thế nào? Dãy thì nếu mà con gà là có dãy thì mình có cuốn sách coi dãy gà đó, mình là áp dụng lấy cái dãy đó. Dạ, ai thích cái dãy gì thì làm cái dãy đó cho dãy có trong cuốn sách cho cái gà đó. Muốn đặt hay làm cái con gà có mà cái mình thích theo cuốn sách đó. Dạ. Chứ không có dễ bị bà được. Dạ. Có nghĩa là chú chưa dễ dãy là nếu mà ai thích con gà đó, muốn cái dãy đó thì chú sẽ làm y gan cái dãy đó cho người ta. Nó tại nó có cuốn sách dễ chỉ dễ dãy. Dạ. Thì qua sự việc mà nãy giờ chú Son tâm sự của chú anh chị, thì chú sẽ làm những cái tác phẩm mà do cô chú anh chị đặt và cái dãy như thế nào thì chú mới làm dãy nha cô chú anh chị. Chứ không có làm dãy trước, nếu làm dãy trước thì cô chú anh chị xuống không thích cái dãy đó thì cũng rất là khó. Cho nên là chú muốn cho người đặt hàng hoặc là gì đó sẽ tự chọn những cái dãy của con gà mà mình yêu thích để mà mình xem hàng ngày của chú anh chị. Mình để ngoài sân thì chú có một loại nước sơn mà chú yêu thích thì sẽ để cho cô chú anh chị mình để ngoài sân nó không có chốc mưa. Thì cái sự việc mà chú làm như thế này chú, thì trong cái khi mà khởi đầu đến giờ phút này thì có cái gì đó khó khăn không chú ha? Không, ở đây cũng khó khăn gì, vấn đề là mấy cái nước sơn đồ này kia mình chưa có mua sơn, tại ở đây mình làm thử là cho nó có ra hình dáng vậy thôi, nhưng mà mấy cái chuyện đó thì nó dễ thôi, nếu mà mình tới giờ sơn thì mình đi mua sơn, không có gì hết trơn. Dạ. Là người ta nếu mà ta đặt con vật khác thì mình cũng vẫn làm được luôn hả chú? Ta ngoài đặt cũng, gà ra cũng làm được, con gì cũng làm được hết á, nhưng mà nó mình làm theo cái sở thích của người ta muốn con gì phải có hình dáng đàng hoàng mới mình dám làm. Ý chú làm như đưa cho thấy cái hình con đó yêu cầu làm như vậy thì chú sẽ làm hoàn chỉnh y gan như những gì mà họ thích ha. Nhưng mà chủ yếu là trường hợp như mà thích gà là phải chụp một tấm hình, chứ không có là gửi điện thoại. Ở đây chú già cả cái điện thoại mà coi qua lại nhiều khi nó không có được. Không có được. Nhiều khi là lướt qua lướt lại nhấn cái nó mất tiêu, thành ra nó mất thất lời hứa. Thất lời hứa, vậy là chú sợ thất lời hứa với người ta. Rồi còn trường hợp như bà con nào ở gần ở đây á, người muốn làm á, thì nên qua tới nhà, tới chòi. Dạ. Nó dễ hơn. Chú ơi, cho con hỏi thêm là ngoài cái sự việc chú làm mộc ga, thì chú trước đây có từng làm bên ngành xây dựng hay làm hồ gì không mà chú gành về hồ đấy chú? Nhà cây, tự nhà, tự làm. Nhà tre mình không có nói rồi, nhà cây, nhà tường, đồ này kia có từng làm hết. Từng làm hết hả chú? Cái nghề của chú đừng có cho chú nói một hồi sợ quay không hết. Dạ. Thợ may đồ mặt nè. À. Hớt tóc cũng có nè. Hớt tóc cũng có hớt. Đó, có hình dáng đàng hoàng, có kính đồ đàng hoàng. Rồi tiếp quản xong chú đạp theo đạp cái sửa máy BS đen đồ này kia. Ô, sẵn như vậy là ở đây còn cái một cái máy cu le 4 hồi xưa á, nếu mà con nào cần mua làm đồ cổ nó còn nguyên viên của nó hết. Dạ. Ở trong trời còn
Đây là nhà của chú hay là cái chòi? À, đây chòi, nhà đối diện chỗ nhà Yến. Dạ dạ. Rồi đó đi mua ghe chở mía, mua rồi đông xuôi rồi ghe nó hơi mục, thành ra nghỉ chạy. Mấy cái nhà này lấy máy rọc làm nhà nè. Dạ. Đây là chiếc ghe. Là chú cũng làm nhà luôn từ chiếc ghe đó hả chú? À. Ê, chú là một người nông dân rất là đa tài, có chú anh chị rất là nhiều nghề luôn. Rồi mấy cái con rúa này, này kia hồi mấy hồi chưa đầy năm đâu, có làm đầy ở trên vườn á, rồi cho nó chạy rồi nó ấy đồ này kia, máy bay hồi đó đường đang chưa có làm máy bay bằng thùng mốt rồi gắn mình cầm bình như nè, rồi đó có nó chạy mình chạy theo nó còn kịp, rồi thằng cháu nó thấy khoái và nó đang đi vòng bây giờ hư lên. Nói chung là chú có đôi tay điêu luyện ha cả nhà. À, chú đây là tác phẩm của chú rồi các bạn, rất là nhiều nghề luôn, nghề gì chú cũng có làm qua rồi. Đây là gắn nè, làm đẹp chứ không phải là xấu nha. Đó cái thùng nuôi tôm đó, chỗ đốt nhang á. Mưa không có bị tắc thấy chưa. Cái đó là thùng mốt nuôi tôm, thùng mốt đó hả chú ha. Đó đó. Dạ. Rồi người khác đâu có từng biết làm vậy. Dạ. Chú làm đây, cô chú xem lại cái tác phẩm gà của chú một lần nữa nha cô chú anh chị. Đây là chú gắn này cả nhà. Hai bốn sáu tám. Tám cái gạch đó là biểu tượng sao chú có thể giải thích gắn chút. Cái này làm đại cho nó có màu mẹ coi thôi chứ không có đặc điểm gì đâu. Dạ. Mình chưa biết cái đó. Nói có con rắn không từng thấy nó chứ đừng nói. Nhưng mà mình làm nếu mà sơn màu của xám tro thì nó đen quá khó người ta đi đường coi thấy, thành ra mình sơn màu này cho nó kêu rắn gì mà khúc rắn khúc dạng khúc đen, đen nữa hết chú ha. Cũng có cái con rắn thứ đó nữa. Dạ dạ đó. Con có thấy rắn nữa rồi, gặp nông cái đó thì vậy ban đêm đi soi cá rồi này kia gặp nó rượt, nếu mà không tắt đèn nó điệp rượt tới nhà luôn đó. Rắn này là chú chỉ là tưởng tượng trong tưởng tượng là tâm chứ không tưởng thấy rồi đó, tưởng tượng thôi chứ không có. Đây là chú mới tưởng tượng gắn thôi mà chú làm được gắn đấy các bạn. Này của chú làm á là làm xong là chú con gà của chú phải là nó bám vô cái đế của nó, một là để vững chắc cái dụ chân, trường hợp như mình bưng qua dời qua lại nhiều khi nó bị chân cái bắt đầu tẩy cái trong cái chân đó cũng có sắt, nhưng mà sắt đâu có lớn chịu nổi đâu nhiều khi đó. Yeah. Vậy đó thành ra mình có cái gối cái đế chân nè, nó muốn dậy đôi dời. Dạ. Vậy đó chú ơi, cho con hỏi thêm á chú, là một con gà như là trọng lượng nó khoảng là bao nhiêu ký hả chú? Cái con này vừa làm xong xuôi chưa có sơn, cái thằng cháu ngoại nó nói ông ngoại bắt cân thử coi sao. Tôi chừng cân rồi 9,5 ký, nó nói trời đất ơi gà này phải cột giò để bán tiền nhóc. 9,5 ký chú? 9,5 ký. Con gà đỏ đó ha, gà đều, 9,5 ký. Thì nó cũng tương tự nhau. Chỉ có con gà sau này là nó nhỏ ký thôi ha. Nhưng mà ở trong này bỏng ơi, chứ nếu mà ở trong đặt nữa cho trên 10 ký hết. Dạ. Là phía trong nó động bọng hả chú? Tại mình bao lưới mà làm khuôn thành hình dáng con gà, rồi cái đầu mình bao lưới mới mình bo xi măng. Dạ. Bo cái hồ khô, bo hồ khô chừng nào mà nó giáp hết trơn rồi cái đó mới mình là dễ làm đó. Nhưng mà ở trong nó thấy bọng. Dạ. Một con gà vậy là mình tốn khoảng bao nhiêu xi măng chú? Nói chắc khoảng là từ 5 tới 6 ký à, chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà cái thời gian thì làm thì nó lâu. Yeah. Tại vì làm cái là xi măng này á, vừa làm xong xuôi cái bắt đầu mình phải bỏ đó một thời gian 2-3 tiếng đồng hồ mới làm tiếp nó được. Chứ còn không phải làm như cây mà mình làm liên tục được đâu. Tại nó có thời gian khô nó bám rồi mình dám làm tiếp nữa được. Dạ. Yeah. Chú cái xi măng này là chú có trộn cát không hay là xi măng? Xi măng này trộn cát.
Nhưng mà đây nói chung ra mình không có giấu đâu. Cái cát phải lựa, lược. Lược cho lấy là nó nhuyễn, thiệt nhuyễn dễ mình cạo đồ này kia. Dạ. Chứ còn không có lược lấy cát của mà người ta làm nhà đó không nên làm không nổi đâu. Dạ. Mình cạo không nổi hả chú ha? Cạo không nổi, cạo thì nó tróc. Vì nó không hiệu quả, nó không chất lượng. Không hiệu quả. Dạ. Cạo nó không có mướp. Vậy là cát cám hả chú? Cát rất là nhỏ luôn. Cát nhỏ. Dạ. Lấy cái lưới ni lông á, lỗ nhỏ nhỏ mình lược lại. Có trường hợp nào chú nghĩ rằng là khi mà mình làm xong mà nó cứng quá, mình cạo không nổi rồi mình mất dùng máy không chú? Máy cũng có xài máy, nhưng mà là vừa mình làm xong xuôi mình biết thời gian đó mình làm cái đó rồi mình phải cạo, muốn làm tiếp nữa hay trộn hồ làm tiếp nữa, chứ không nên là bỏ đó. Dạ. Bỏ thì nó khó ra hình dáng. Tạo hình của con gà là đầu tiên mà nếu mà người không có trong nghề không biết là con gà đâu. Yeah. Chỉ thấy cái chân rồi một cục. Đã, khung của nó có nghĩa là chú đắp một cục rất là bự rồi mới cạo lại. Rồi tới chừng rồi cái bắt đầu mình mới cạo rồi mình lên cái hình dáng của nó. Dạ. Yeah. Rất là tuyệt vời của chú anh chị khi nghe chú chia sẻ ha. À, có con gà thấy vậy mà nó tới 9 kg. Con gà đỏ 9 kg các bạn. Còn gà trắng, mấy gà trắng là chú có căng thử không? Hay là nó trọng lượng nó cũng tương đương? Cỡ cái đó với nhẹ hơn chứ không có nặng hơn đâu. Dạ. Đây là 5 tác phẩm đầu tay mà chú hai tưởng tượng ra nè cả nhà. Chứ không có bản vẽ gì hết ha. Quá đẹp. Tưởng tượng làm luôn. Nhưng mà giờ rất là chân thật. Cái là giống ha. Nói giống hoàn toàn thì nó không giống nó hoàn chưa toàn, có giống hoàn toàn đó, nó còn khuyết điểm nhiều chỗ lắm. Yeah. Nhưng mà nếu mà sơ qua mình coi biết con đó con gà chứ không phải con vịt. Tại vì người ta chưa có hình để đưa chú cho nên là nó không có chỉnh chu hơn. Còn khi mà anh nào đó thích loại gà nào thì đưa hình cho chú thì chú sẽ làm y gan như hình nha của chú anh chị. À. Thì tiếp theo 5 tác phẩm này chú hai chuẩn bị làm thêm 12 con giáp. 12 con giáp. Thì mình thấy là mình tính ra đếm ra thì được luôn con ngựa nữa là 3 con rồi còn có 9 con nữa. Vậy là chú làm được 3 con rồi. Từ xong mà. Con ngựa đó là đang lỡ dở hả chú ha? Không phải lỡ dở nhưng mà thời gian là dở. Đợi cho nó khô hả chú? Mai mới làm tiếp được nữa. Dạ. Đây nó chưa tới cái giai đoạn mà cái đầu nó đâu. Đây còn cổ của nó mình phải bo lại. Dạ. Nó bo cho nó giống hình dáng của ngựa. Như là tuổi của chú hai về cũng cao rồi nhưng mà vì đam mê nghệ thuật. Chú hai ví dụ như 12 con giáp đi thì tới con rồng thì cái đầu nó rất là nhiều quá luôn rồi chú. Chi tiết có dự định gì chưa? Thì cái con rồng á mình nói khó nhưng mà cũng không có khó. Lý dạ. Do như thế nào? Thì coi rồng có từng thấy rồng giống nhau không? Rồng của bên Phật tử bên kia thì nó khác, Phật của chùa người Khmer thì nó khác. Thường thường rồng phải có dạy, có mấy cái ấy thì nó giống rồi. Tại rồng Việt mình đâu có từng thấy. Dạ. Sợ nhất là mấy cái con vật mà mình hiện tại mình đang nuôi nè, rồi mình làm á mình nói giống nhưng mà người khác nói không giống, cái đó là tại vì đó là ta từng thấy rồi. Ta từng thấy. Dạ. Còn như con rồng đâu có từng ai thấy. Đâu ai thấy ai biết hả chú ha. Mình làm chịch một hai cái cũng không sao. Như con gà là nếu mình làm không trúng là người ta biết đó. Bài bản thì người ta chê mình, người ta nói ừ làm dạ. Vậy mà khoe nó chưa có đứng. Dạ. Đó. Rồi qua sự việc thì chú hai đã đăng tải cả nhà. Thì đến đây thì cũng xin khép lại video này. Thì ngoài con gà và những con gắn ngựa ra thì chú đã làm 12 con giáp luôn. Thì cô chú anh chị thích con giáp nào thì cứ đặt cho chú ha. Thì vừa qua trên clip cũng đăng tải cái số điện thoại của chú Hai Son ở tại Trà Vinh. Thì cô chú anh chị mình thích thì cứ liên hệ với chú. Giờ đây thì em xin khép lại video này tại đây. Em xin chào.